cuộc sống, biết trân quý từng khoảnh khắc mà bạn có, khó mấy cũng thành. Tôi là Vũ Thành Vinh, đến từ Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Đến với Khoảnh Khắc Cuộc Đời với thông điệp: dù bạn là ai, giàu hay nghèo không quan trọng, quan trọng là bạn sống thế nào với bạn bè, với gia đình, với xã hội. Và chúng ta cùng gặp nhân vật đặc biệt ngày hôm nay để anh ấy chia sẻ khoảnh khắc mà mình mang đến với chương trình. Xin mời ạ. Khoảnh khắc tôi muốn mang đến chương trình ngày hôm nay đó là tôi muốn tìm lại một điều gì đó tốt hơn cho chính mình và cộng đồng. Chúng ta cùng đến với nhân vật đặc biệt ngày hôm nay, doanh nhân Đoàn Minh Thắng. Chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện với sự tài trợ của Thời Trang Kim. Xin gửi lời chào bình an đến quý vị. 24 giờ trôi qua, chúng ta lại có dịp gặp nhau để chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc sống. Mỗi một ngày, chúng tôi đều nâng niu chất chiêu những khoảnh khắc ý nghĩa để gửi đến quý vị. Hôm nay cũng là một khoảnh khắc như thế. Chúng ta cùng gặp doanh nhân trẻ Đoàn Minh Thắng ạ. Chào Thắng. Dạ, em chào anh Vinh. Chào khán giả của chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời ạ. Cảm ơn Thắng rất là nhiều. Từ Đà Nẵng xa xôi mới bay vào đây hả? Dạ. Đúng là ở ngoài Đà Nẵng của chúng ta, đặc biệt là miền Trung ha, gặp rất là nhiều khó khăn về thiên tai. Nhưng mà những con người ở đó thì luôn luôn mạnh mẽ và quyết chí. Em cũng là một người con miền Trung hả? Dạ không ạ, em là người gốc miền Bắc. Ừ. Nhưng mà em sinh sống và làm việc ở miền Trung cũng được gần 10 năm rồi. Lập nghiệp và cũng đã là chuyển khẩu luôn vào miền Trung rồi, thì cũng là một người con của miền Trung, quê hương thứ hai của em. Hình như là em cũng mới lập gia đình đúng không? Dạ em vừa mới lập gia đình và vợ của em là người Nghệ An ạ. Chúc cho gia đình nhỏ của em mãi hạnh phúc nhé. Em cảm ơn anh. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chia sẻ về những khoảnh khắc đã trải qua. Em nói là em sẽ mang những cái điều tích cực đến với chương trình. Điều đó cụ thể là gì ạ? Những cái tích cực của em mang đến ở chương trình này thì có thể nó xoay quanh một cái công việc mà nó đi theo em, gần như là một cái gì đó gắn bó bản thân em mà nó không thể tách rời ra được. Cụ thể là em có một cái hội mang tên là Hội Nhâm Thân 1992. Là các bạn ở cùng tuổi với em là tuổi 1992 ạ. Ở trong hội này thì đa phần thì các bạn tham gia là để tâm sự, chia sẻ về các cái cuộc sống của mình. Cùng tuổi với nhau thì nhiều khi các bạn ấy nghĩ rằng là nó sẽ có một cái gì đó đồng cảm với bản thân mình vì mình cùng sinh ra ở cái tuổi Nhâm Thân. Nhiều khi các bạn hay nói vui rằng là tuổi thân là tuổi thân đó. Tức là lúc nào cũng mang cho mình cái gì đó mà cố gắng rồi nhưng mình không đạt thành quả. Thì nhiều khi có những bạn bất động lực nhiều bất động lực. Nhưng mà trong cuộc sống thì em nghĩ rằng là đôi khi là các bạn ấy va vấp vào những cái tình huống mà các bạn ấy thật sự là khó có thể đứng lên được. Hoặc là các bạn ấy đang cần một cái lời động viên. Thì một cái môi trường mà toàn những cái bạn cùng tuổi với mình, mà hay hơn nữa rằng là nó là một môi trường kín, tức là ở ngoài kia có thể là người nhà, bạn bè, thân thiết họ không biết tới những cái lời tâm sự đấy đó, thì họ nghe họ rất là thích nhỉ? Anh được biết là cái con số mà của những người tham gia lên đến cả gần 100.000 người hả? Đấy, hiện tại thì hội của em là hội đứng đầu Việt Nam mình về hội tuổi 1992, con số của người tham gia. Nhưng mà thí dụ như là 91, 93 có ngấp nghé tham gia mới được không? Hay là đúng 92 mới được? Đúng nội quy mà em đưa ra là phải là một tuổi 1992. Thật ra thì các bạn, các anh chị ở các tuổi khác khi thấy một cái hội đông vui mà mọi người hay chia sẻ, họ rất muốn vô. Mà em thì em phải làm đúng nội quy thôi. Nhưng mà quan trọng nhất là cái cách mà chúng ta thực hiện, cách mà chúng ta cùng đến với nhau á, cái mục đích ý nghĩa rất là quan trọng. Dạ. Mà anh thấy tụi em còn đóng góp để giúp cho những cái hoàn cảnh khó khăn nữa hả? Dạ, rất là nhiều. Thì gần là thường xuyên luôn, hàng tuần luôn đấy ạ. Tại vì là ở trong hội thì em có xây dựng một cái hội mang tên là Quỹ Thiện Nguyện trực thuộc hội Nhâm Thân 1992 của chúng em. Ngay cả trong hội thôi, trong 100.000 người đấy thôi, nếu như mà có những cái hoàn cảnh mà các bạn ấy thật sự là bệnh tật, ốm đau hay là kinh tế rơi vào mức suy thoái không thể vực dậy được, mà các bạn ấy có gửi gắm đến quản trị viên chúng em, thì chúng em sẽ xác thực đúng như những gì các bạn ấy đã đưa ra, thì sẽ lên trên hội để kêu gọi những sự ủng hộ. Có thể là chỉ là một hai lời động viên thôi, nhưng mà cũng có thể là những giá trị vật chất khác. Từ đâu mà em có ý nghĩ thành lập cái hội như vậy? Thật ra thì ý tưởng xây dựng hội này em không phải là ngày đầu tiên. Đã có rất nhiều các bạn khác, các bạn xây dựng những cái hội này từ cách đây em nghĩ là tầm 10 năm rồi. Khi mà mạng xã hội bắt đầu phát triển thì đã có những ý tưởng như vậy rồi. Còn hội của em thì mới phát triển được khoảng chưa đầy 5 năm. Nhưng mà ngày xưa thì bởi vì lại công việc của em cũng liên quan một chút về ngành marketing mạng xã hội, nên là cũng hay sử dụng thường xuyên, nên là cũng đã nhìn thấy những cái hội mang tên hội 92 mà mình lại sinh năm tuổi 92 không? Mình thấy thú vị lắm chứ. Cùng tuổi với mình mà không biết là ở trong hội này các bạn ấy làm gì, các bạn ấy vui chơi với nhau, chia sẻ với nhau ra làm sao thì mình tham gia. Thì khi tham gia vô thì có một điều hơi đáng tiếc rằng là các bạn ở quản trị viên của các cái hội đấy thì cách xây dựng cộng đồng và điều hành của các bạn ấy nó không được tốt cho lắm, bởi vì là các họ thiên về việc là làm kinh tế nhiều quá. Một cơ duyên vô tình thôi thì em lập ra một hội 92.
là hội của em hiện tại. Thì lúc đấy em lập ra em không có suy nghĩ gì đâu. Mình lập ra thì một mình em là admin. Sau đó là em thêm những người bạn cùng tuổi với em, học cùng với em từ ngày xưa, rồi những người cùng tuổi với em mà em biết đến. Con số không được nổi 100 người luôn anh. Thời điểm ban đầu đó em cũng không có ý tưởng gì mà để xây dựng, mà để có thể cạnh tranh được với những cái hội mà các bạn đã lớn mạnh như thế kia được. Ngoài ra các bạn ấy còn làm về kinh tế mà, các bạn sẽ chạy quảng cáo các thứ thì rất là lớn mạnh. Nhiều khi em suy nghĩ mình sẽ làm cái gì đây, em cũng xây dựng dần dần. Nhưng mà cái quan trọng nhất mà khi mà để hội của em đến thời điểm hiện tại trở thành một hội nhân thân lớn nhất Việt Nam mình là cái nội quy và cái tôn chỉ mà em đưa ra nó phù hợp và thích ứng với tất cả mọi người. Em muốn xây dựng cái hội này cho các bạn để tạo cho các bạn một sân chơi, một nơi để giải trí, vì em cũng có xây dựng nhiều các cái chương trình vui chơi trong hội nhỏ, rồi một nơi để các bạn đi tâm sự chia sẻ cuộc sống của bản thân mình không có tốn phí. Em không thích khi mà mình xây dựng ra một cơ hội mà lâu lâu mình lại đăng lên mình bán một cái sản phẩm gì đó, hoặc là mình tổ chức ra chương trình thì mình lại thu vượt cái số tiền mà mình đã tổ chức. Với em, kinh tế của bản thân em làm từ công việc của bản thân mình, thì em không làm vì hội. Bởi vậy là vấn đề yếu tố chính mà các bạn đã yêu quý cơ hội của em hơn, và cũng bởi vì là như vậy mà em cũng có một phần tiếng nói với một cái số lượng thành viên cũng khá là lớn, cho nên là em đã xây dựng ra cái hội thiện nguyện. Nó có một cái tiêu chí không, hay là tất cả những người đều chứng minh được là năm 92 đều tham gia vô hết? Với em tiêu chí là đúng sinh năm 1992. À, và tham gia thì cũng phải tôn trọng hội đúng không? Dạ đúng rồi, phải có nội quy ạ. Người ta gọi là phải có sự lịch sự ở trong hội. Chứ không phải mình tham gia mình nói những lời không hay thì không được. Và 92 anh nghĩ nên 92 cộng á, có khi nào anh nghĩ tới điều đó không? Cũng đã từng có nhiều các cái hội, ví dụ như ở tuổi 92 bọn em á, thì hợp với tuổi 96, 2000 chẳng hạn thế. Hoặc là 8 mấy chẳng hạn, thì các anh chị các em có liên hệ với em bảo là anh ơi cho hội chúng em tham gia cùng với, để nam nữ họ có cái cơ duyên gặp nhau vì họ hợp tuổi với nhau. Thôi thì nội quy của em đưa ra từ đầu đến giờ là như vậy rồi. Anh xin lỗi bởi vì là anh chỉ đáp ứng cho nhu cầu các bạn sinh năm 92 thôi. Vì ở đây bọn anh chia sẻ về cuộc sống, về học tập, công việc ở cái thế hệ của bọn anh. Khi mà các anh chị các em tham gia vô thì bọn em sẽ không hợp. Cái khó nhất của em ở trong cái việc duy trì cái hội này là gì? Khó thì có nhiều cái khó lắm. Và cái khó nhất thì em nghĩ đó là cái kinh phí. Thì nhiều khi là không phải là mình cứ xây dựng hội ra, sau đó là mình chỉ kêu gọi các bạn ấy, mọi người ấy ủng hộ thiện nguyện đi, thì nó cứ biết như vậy thì rất là giống như kiểu là mình làm nó không thiên về một cái hội 192 đấy, mà nó là hội thiện nguyện rồi. Mà cái hội của em là hội 92 thì sẽ phải tham gia về nhiều lĩnh vực. Thì ngoài những việc mà các bạn làm thiện nguyện ra, các bạn tâm sự ra, thì phải tạo cho các bạn sân chơi. Thì em cũng có tạo nhiều sân chơi, ví dụ như là em tổ chức các game show online ở trên hội thôi, về các cái cuộc thi về năm hương này, cuộc thi ca hát, để các bạn ấy có sân chơi, các bạn giao lưu với nhau. Và đây là những cái buổi offline em tổ chức. Thì có những buổi offline em tổ chức lên đến gần 1000 người, các bạn ở khắp cả nước, các bạn tập trung lại một nơi để chơi với, giao lưu với nhau. Từ nhờ những chương trình như này các bạn ấy có cơ duyên, cơ dịp các bạn ấy gặp nhau ngoài đời, và đã rất nhiều các bạn thành đôi rồi anh. Lập gia đình rồi cưới nhau rồi, mời em vì họ nói là em kiểu là ông tơ sẽ duyên cho họ đó, vì đó là nơi mà các bạn đã quen nhau ạ. Anh tìm hiểu và biết được Thắng công việc chính là anh thấy là đến Đà Nẵng đúng không? Xong rồi em có mở karaoke hả? Rồi có mở cả cái chuỗi mà di trú cho khách tới Đà Nẵng đúng không? Nên là về phía mà tổ chức hay là làm những công việc mà về liên quan đến nghệ thuật hay tổ chức các cái sự kiện văn nghệ thì em cũng khá nhiều kinh nghiệm. Anh thấy em còn có giao lưu quen biết khá nhiều anh chị em nghệ sĩ nữa. Có lẽ đấy là cái điểm mạnh của em để mà em phát huy được hội đến bây giờ, là như anh nói là em có kinh nghiệm về tổ chức các cái sự kiện, và anh chị em nghệ sĩ thì em cũng có quen được khá. Thì khi mình tổ chức ra thì đôi khi là vì hội của mình, như em nói đó, cái khó khăn nhất là về tài chính thôi. Nhưng mà khi mình tổ chức ra mà mình bỏ tiền túi của mình ra, thì khi mà được sự ủng hộ và giúp đỡ của các anh chị thì mình cũng sẽ đỡ được rất nhiều kinh phí ở khoản đấy, thì mình tổ chức cũng sẽ chuyên nghiệp hơn. Và trong cái hội thì hiện nay là số lượng người tham gia hội lớn nhất, nhưng mà độ chuyên nghiệp trong cách điều hành và xây dựng cộng đồng giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn, có nghĩa là trong hội của chúng ta cũng có chia sẻ và giúp đỡ riêng trong hội, rồi giúp đỡ ở ngoài nữa. Thực ra thì cũng có nhiều bạn gặp những khó khăn đúng không, và chưa một lần thu một đồng nào trên tất cả thời gian, tiền bạc, công sức đều dành một phần nhỏ của bản thân và các hoạt động diễn ra, đọc tâm thư, tổ chức các cuộc thi nhỏ trên group để mọi người giao lưu, đặc biệt là thành lập cái quỹ thiện nguyện. Anh muốn hỏi một cái quỹ này có nghĩa là mình là khuyến khích tự nguyện? Tất cả là tự nguyện ạ.
chưa bao giờ em kêu gọi mọi người là đóng góp một cái lượng tiền để em cầm quỹ. Chỉ khi nào mà có những cái hoàn cảnh mà mình trực tiếp đi xác thực được là những hoàn cảnh khó khăn thật sự, em sẽ kêu gọi lên trên hội để các bạn ủng hộ, và tất cả mình đều công khai. Còn ví dụ như là những cái khoản thừa đó thì em cũng sẽ công khai luôn, nhưng mà thường thì rất ít khi em để khoản thừa. Có những cái mà liên quan đến tiền rất nhạy cảm. Đúng rồi ạ. Nhất là một cái hội đông như vậy á, nếu mình không quản lý là nó rất có nhiều cái điều tiếng, nên là thôi thì mình cứ phải trong sạch trong cái vấn đề này. Tất cả phải rõ ràng. Nhưng mà anh hỏi này, mình sinh hoạt thì mình cũng phải mất nhiều thời gian. Vợ của em có chia sẻ với điều đó không? Mai mốt mà có bé rồi, có nhiều thứ khác thì anh thấy thời gian cũng sẽ chiếm rất là nhiều. Thật ra thì cái chuyện mà lập gia đình thì đến với em nghĩ là bởi vì là mình đến tuổi rồi, mình tìm một người phù hợp với mình rồi. Còn một cái cộng đồng lớn ở ngoài kia nó cũng giống như là một gia đình thứ hai của mình. Em cũng chưa nghĩ tới đâu, nhưng mà chắc là mình sẽ phải để làm sao để hai bên nó hòa đồng với nhau, làm sao mà mình tham gia vào cộng đồng mà mình không thể bỏ bên gia đình nhỏ của mình được, và ngược lại khi mình có gia đình rồi mình không thể bỏ rơi cộng đồng ở ngoài kia được. Bởi vì các bạn ấy chỉ tin tưởng một mình em thôi. Đã có những thời điểm mà gặp những cái khó khăn về cuộc sống, khó khăn về công việc và tài chính, nhiều khi cảm thấy mệt mỏi và muốn buông xuôi, muốn bỏ hội. Các bạn nói là nếu như bây giờ hội Nhâm Thân 1992 mà không có Thắng thì chúng tôi không tham gia nữa. Có thể là một người nào đó có thể làm tốt hơn Thắng, mà cũng có thể sẽ có một người làm không được như Thắng nữa. Thì thôi, dù Thắng có gặp chuyện gì, có vấp ngã hay làm sao nữa, thì cố gắng Thắng hãy giữ gìn cơ hội này cho chúng tôi được giao lưu với nhau. Nhưng mà anh nghĩ là bà xã của em cũng hết sức ủng hộ, đúng không? Em cũng rất ủng hộ. Nhưng mà anh tin là em là cái người quản trị tốt. Anh rất là thích cái thông điệp mà em gửi đến chương trình. Như ban đầu anh có trích lâm một cái câu nói của em á: cho dù bạn là ai, giàu nghèo ra sao, điều đó không quan trọng. Quan trọng là bạn sống như thế nào với gia đình, bạn bè và xã hội. Mỗi người trong chúng ta tích cực một thì 10 người sẽ làm 10 điều tích cực để nhân nhiều hơn nữa. Em nói gì về thông điệp muốn gửi đến chương trình? Đó là cái thông điệp mà gắn bó với em khi mà em xây dựng cái hội này. Vì là bản thân mình thì cũng xuất phát từ việc là gia đình cũng khó khăn, là cũng phải làm rất là nhiều việc. Ba mẹ em đến cả khi mà gia đình mình có của ăn của để rồi, nhưng mà ba mẹ cũng không bao giờ để cho em một cái suy nghĩ rằng là ba mẹ có rồi thì con cái ỷ lại. Thì ba mẹ định hướng cho em là từ lúc em còn đi học, đi làm thêm, làm đủ nghề luôn anh. Có những công việc mà nó thật là em làm về xây dựng, có những thời điểm mà em phải làm đến 5 giờ sáng. Học xong ra trường làm một thời gian thì em quyết định là mình chuyển vào thành phố Đà Nẵng để sinh sống. Hình như là em có thời gian 6 năm gắn bó với... Em làm 6 năm với nghề xây dựng, đúng không? Dạ. Mà trước đó là sinh viên mà em đã đi làm rồi. Năm thứ 2 là đã đi năm làm. Thứ 2 làm rồi. Dạ. Nên là lúc mình ra trường là cũng đã có kinh nghiệm nhiều. Dạ, ra trường làm thêm 2 năm nữa. Sau đó thì trục trặc về công việc thì em cũng có xin nghỉ để đi ra ngoài làm thêm, kinh doanh riêng. Và thì vào Đà Nẵng thì lại làm karaoke, làm khách sạn các kiểu. Tất cả những cái nghề đấy trước đó chưa từng va vấp. Đi lên từ chính cái nỗ lực của mình. Cho nên là qua đó em muốn nói rằng là tại sao ở trong hội em đưa ra cái câu tôn chỉ rằng là không quan tâm bạn là giàu hay nghèo. Sống ở trong cuộc sống này, mình làm được cái điều gì đó tốt ở ngoài cộng đồng, mình chỉ cần làm một điều thôi. Mình không cần phải khoe là tôi làm nhiều điều tốt lắm. Tôi chỉ cần bạn làm một điều thôi. Và những người bạn của bạn sau khi mà chơi với bạn, họ cũng làm được như vậy nữa, thì nó sẽ nhân lên anh ạ. Và rõ ràng là cái cách mà em trao đi á, là anh thấy được cái cách mà em sống, và từ khó khăn mà em đã vươn lên được, nên là em rất là trân quý. Và em trân quý cả những cái cuộc sống của những người khó khăn nữa. Nên là cái việc mà em muốn cho đi, em muốn chia sẻ, nó bắt nguồn từ cái hoàn cảnh của mình nữa. Nên là cái việc làm của em á, nó dễ chạm đến mọi người lắm. Thật sự ra mà nói á, cái người mà đứng đầu hay là cái người đi tiên phong á, phải là cái người làm gương. Chứ nếu mà mình mà cũng không có một cái cách mà mình cho đi, rồi cái cách mình làm mà nó hời hợt, mình nói không á, mình không làm á, anh nghĩ cũng không có hiệu quả được. Mà đặc biệt là anh rất là quý cái cách của em, là cái thời mà em đi học mà em đã phải cố gắng rất là nhiều, và em hiểu được rằng cái sự khốn khó, cơ cực thế nào, để ngày sau em trân quý nó. Bây giờ chúng ta nói về Đà Nẵng một chút nha. Em đến Đà Nẵng rồi em chọn Đà Nẵng để mà lập nghiệp, thì bây giờ cũng có gia đình ở tại Đà Nẵng. Thì Đà Nẵng gần đây và trước đó nữa, mọi người nó nói rất là nhiều, một cái thành phố đáng sống, một cái thành phố du lịch, và mọi người rất là mong muốn được một lần đến với Đà Nẵng, cả khách quốc tế nữa. Khi mà sống ở đây nhiều năm rồi thì em cảm nhận thế nào? Như em nói là Đà Nẵng nó là quê hương thứ hai của em rồi. Cho nên là với em trong Đà Nẵng thì chỉ là điểm 10 thôi. Còn cuộc sống thì ở đâu cũng sẽ có người này người kia. Môi trường sống thì cũng sẽ có như thế nọ như thế kia. Nhưng mà mình đã sinh sống ở đây, mình chọn Đà Nẵng là quê hương của mình rồi, có gia đình nhỏ ở đây nữa, thì em nghĩ là Đà Nẵng đúng như anh nói là một nơi mà mọi người ai mà chưa được đến thì hãy thử đến một lần. Và không chỉ đến đây để sinh sống, làm việc, mà còn góp phần cho nơi đây trở nên tốt hơn, đúng không? Còn về bản thân mình thì em có ước muốn gì cho bản thân mình, cho gia đình nhỏ của mình không? Sau khi mới lập gia đình thì em ước muốn là mong là sớm có cháu. Còn cuộc sống gia đình thì nó vẫn diễn ra một cách đều đều. Hai vợ chồng vẫn cố gắng dành dụm tích lũy
để tương lai lo cho gia đình nhỏ của mình, và bản thân em sẽ xây dựng cộng đồng 92 lớn mạnh hơn nữa, có ích nhiều hơn nữa cho xã hội và cộng đồng. Anh cũng chúc cho những cái điều mà em mong mỏi á, mỗi một ngày mỗi lớn mạnh giống như tình yêu của em đã dành cho cộng đồng của mình á, chúc cho gia đình em mà thật hạnh phúc và em cũng thành công hơn trong kế hoạch của mình nhé. Dạ, em cảm ơn anh, cảm ơn chương trình rất nhiều ạ. Cảm ơn Đoàn Minh Thắng rất là nhiều vì đã có mặt trong Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Ở khoảnh khắc cuối này thì Thắng đưa tay về phía trước và chạm lấy một trong ba cảm xúc mà bạn muốn chia sẻ. Thứ nhất là sẽ chia sẻ về bản thân của mình. Thứ hai là nói với những người thân yêu của mình. Thứ ba là nói về cộng đồng chung quanh mình. Thắng hãy chạm vào cảm xúc của mình đi nào. Thắng sẽ chạm vào cảm xúc nào ạ? Về bản thân mình ạ? Thắng sẽ nói điều gì với mình ạ? Đến thời điểm hiện tại thì mặc dù em nghĩ là mình cũng chưa được làm được một cái điều gì nó quá lớn lao cho xã hội và cộng đồng hay cho chính bản thân em và gia đình, nhưng mà em cũng sẽ cố gắng nhiều nhiều hơn nữa để xây dựng cho mình trở thành một con người tốt hơn, hoàn thiện hơn, có trí lực hơn để góp ích cho chính gia đình nhỏ của mình và cho cộng đồng mà mình đang xây dựng, xa hơn nữa là cho rất nhiều con người ở ngoài kia nữa ạ. Đôi khi mình chọn nói về bản thân nhưng thật từ đáy lòng bản thân của mình có lan tỏa được giá trị yêu thương không, để đi xa hơn nữa trên hành trình mà trao gửi những giá trị đó đến với cộng đồng, thì Thắng đã chọn cái cảm xúc đó. Cảm ơn Thắng rất là nhiều ạ. Và chúng tôi cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã yêu thương Khoảnh Khắc Cuộc Đời vào khung giờ quen thuộc 22:45 trên HTV9. Đây là Khoảnh Khắc Cuộc Đời ở năm thứ tư và chúng ta có hẹn với nhau 24 giờ tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền thông Khang thực hiện với sự tài trợ của Thời Trang Kim. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc qua số hotline. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.